Như các bạn đã xem ở trong tập trước, thì Phong Cận đã phát hiện ra một căn phòng bí mật dưới lòng đất. Cứ tưởng đây là một căn phòng bình thường, nhưng thật ra nó là một căn phòng chế tạo robot. Bên trong có rất nhiều những con robot hiện đại và vô cùng bí ẩn. Và rồi, thật không may, một con robot đã phát hiện ra Phong Cận và đã tấn công anh ta. Vì là robot nên nó có sức mạnh vô cùng kinh khủng, Phong Cận đã không thể nào có thể chống trả lại được con robot này. Liệu anh ta sẽ ra sao? Các bạn hãy cùng đón xem tập 2 ngày nhé. Phát hiện có người lạ đột nhập. Ôi trời, con robot này biết nói luôn bạn ơi, cái gì mà ghê quá vậy? Wow, trời, con robot này biết nói hả? Ôi nhưng mà tôi không phải người lạ đâu. Tôi vô tình tôi đi vào trong đây thôi chứ tôi không có ý đột nhập hay cái gì đâu. Phát hiện có người lạ đột nhập, bật chế độ tấn công. Cái gì bật chế độ tấn công gì? Tôi có làm gì đâu. Tôi có làm gì đâu. Ôi, cái gì? Cái con robot này, thả ta ra. Phát hiện có người lạ đột nhập, bật chế độ tiêu diệt. Người tính làm gì ta? Thả ta ra. Trái tim của robot, robot em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thay tốt, không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngừng động. Để má ửng hồng em xinh như mộng, thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai. Anh chưa từng phải say nắng một ai, nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại. Và khi có em về chung một nhà, có bao nhiêu điều thú vị xảy ra. Anh viết tặng em vài bài tình ca, một ít liều nhỏ hai quả thi ha. Có anh bên cạnh em tìm đâu xa, real love ở đây em tìm đâu xa. Người tốt như anh em tìm đâu ra, ông tơ bà nguyện thích tình đôi ta. Trái tim của robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Bên em đến ngày mai, chỉ cần em thấy tốt, không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh em và sai. Trời ơi, cái con robot đáng ghét này. Tại sao ngươi dám tấn công ta hả? Chết rồi, để coi có vũ khí gì không? Có một cái súng. Con robot kia, ngươi không được lại gần ta. Nếu như ngươi lại gần ta thì ta sẽ bắn ngươi đó. Phát hiện có kẻ lạ, bật chế độ tấn công. Chết ra. Hình như nó ngồi im rồi. Chắc là nó bị hỏng rồi đó. May quá, xém nữa là lại bị nó tấn công rồi. Ủa, hình như là con robot này nó đang bị bốc khói thì phải. Vậy chẳng lẽ là nó đã bị hỏng rồi sao? May quá, cuối cùng cũng tiêu diệt được nó rồi. Xém nữa là mình bị nó hãm hại rồi. Cái chỗ này thật là nguy hiểm. Mình nghĩ rằng là mình sẽ phải rời khỏi cái chỗ này ngay thôi. Nguy hiểm quá. Ủa cái gì? Ủa sao nó vẫn cử động được vậy? Ủa khởi động lại hệ thống. Cái con robot này nó có thể khởi động lại được. Ngươi làm ơn, ngươi tha cho ta đi. Ta đâu có làm gì đâu. Kính chào chủ nhân. Ủa cái gì? Ngươi vừa nói gì? Chủ nhân hả? Ủa đâu? Chủ nhân ngươi đâu? Ngài chính là chủ nhân của tôi. Hả? Cái gì? Ta mà là chủ nhân của ngươi á? Hình như là ngươi lầm rồi. Ủa mà khoan. Có khi nào do hồi nãy mình tấn công nó cho nên là nó đã bị hỏng, rồi sau đó là nó tưởng mình là chủ nhân của nó không ta? Có khi nào là như vậy không nhờ? Con robot kia, ta là chủ nhân của ngươi đúng không? Vâng, thưa chủ nhân. Ngươi nếu như mà ta là chủ nhân của ngươi thì ngươi mau lùi lại, nhanh lên. Vâng, thưa chủ nhân. Được luôn kìa. Trời ơi bạn ơi, vậy là mình có thể điều khiển được nó. Ngươi mau giơ hai tay ra coi. Vâng, thưa chủ nhân. Trời ơi, nó làm theo ý mình luôn nè bạn ơi. Trời ơi, mừng quá à. Vậy là
con robot này nó không tấn công mình nữa, mà nó còn tưởng mình là chủ nhân của nó luôn. Trời ơi, vậy là không lo bị nó tấn công nữa rồi. Con robot kia, người bỏ tay xuống đi. Wow, trời ơi, tính ra con robot này thông minh ghê ta. Mình nói cái gì nó cũng hiểu hết trơn á. Thôi được rồi, robot. Vậy thì bây giờ nếu như ta là chủ nhân của ngươi rồi thì ngươi phải đi theo ta đúng không? Vâng. Trời ơi, thích quá. Nếu như mà con robot này nó đã coi mình là chủ nhân rồi thì chắc là mình có thể đem nó về nhà chứ hả ta? Chắc chắn là con robot này sẽ rất có ích luôn cho mà coi. Robot, bây giờ ngươi đi theo ta về nhà nha. Vâng, thưa chủ nhân. Ôi, vậy thì mau đi theo ta nào. Nhanh lên. Trời ơi, vui quá bạn ơi. Tự nhiên hay không lại có một con robot thông minh đây là thông minh luôn. Mà mình còn là chủ nhân của nó nữa chứ. Ôi, quá đã luôn, kỳ này ha. Mấy đứa bạn của mình sẽ lé mắt luôn cho mà coi. Bởi vì mình có một con robot gọi là biết nói mà còn biết di chuyển nữa. Ôi mà khoan, nếu như con robot này mà bị lộ ra bên ngoài, người ta biết đó là robot, có khi nào người ta sẽ đem nó về để thí nghiệm không ta? Tại vì nó hiện đại đến như thế này mà. Từ trước giờ trên đời này làm gì có con robot nào mà biết nói nè, biết nghe lời nè, còn biết cử động nữa chứ. Mà khoan, để mình test thử cái sự thông minh của nó coi. Robot, 1 cộng 1 bằng mấy? Vâng thưa chủ nhân, là 2. Trời ơi, ngươi biết luôn hả? Vậy 2 cộng 2 bằng mấy? Là 4. Trời ơi, ghê vậy ta. Con robot này thông minh quá bạn ơi. Nhưng mà nếu như mà nó thông minh như vậy á thì chắc chắn nếu như người ta mà phát hiện ra nó là robot thì người ta sẽ lấy lại và không cho mình gọi là giữ nó đâu. Thôi, chắc là mình phải giấu kín chuyện này, không nên để cho ai biết nó là robot. Chắc là phải như vậy thôi. Robot à, ngươi mau đi theo tao về nhà đi, trời cũng tối rồi đó, nhanh lên. Vâng, thưa chủ nhân. Nhanh lên. Trời ơi, vui quá. Vậy thì bây giờ mình phải làm gì với con robot này đây ta? Ơi robot, vậy là từ nay ta sẽ là chủ nhân của ngươi sao? Đúng vậy, cậu chính là chủ nhân của tôi. Wow, trời ơi, chủ nhân hả? Sao nghe ngầu quá vậy ta? Ủa nhưng mà khoan, ta là chủ nhân của ngươi, vậy thì nhiệm vụ của ngươi sẽ là bảo vệ cho ta đúng không? Đúng vậy. Nếu như vậy thì ta, nếu như mà ta sai ngươi là quét dọn nhà cửa nè, hay là đi mua đồ ăn cho ta, thì ngươi có làm không? Có, thưa chủ nhân. Trời ơi, ngầu dữ vậy ta. Có nghĩa là nếu như mình là chủ nhân thì mình muốn sai nó làm cái gì cũng được hết trơn á. Trời ơi, vậy là từ nay giờ mình khỏi cần phải giặt đồ, rửa chén nè, quét dọn nhà cửa nữa. Mình kêu nó làm hết. Mà khoan, nhưng mà ngươi là robot bảo vệ thì ngươi có biết đánh nhau không? Tôi không nhận biết đánh nhau, mà trong người tôi có những vũ khí hạng nặng, có thể hủy diệt. Gì? Vũ khí hả? Thôi, ta nói ngươi nghe nè, ngươi đừng có sử dụng vũ khí. Trời ơi, ngươi mà sử dụng vũ khí á là công an bắt ngươi á. Ngươi chỉ cần gọi là bảo vệ cho ta thôi là được rồi, đừng có sử dụng mấy cái vũ khí đó để làm gì hết, hiểu không? Vâng, thưa chủ nhân. Rồi, ok. Wow, con robot này coi bộ cũng có ích của ta. Ủa sao Kairon đứng ngoài kia làm gì ta? Ủa không rồi không? Ủa? Ôi, hình như là mọi người đến nhà mình rồi. Cậu ơi, tôi trong nhà ấy, mọi người đây này, tao tôi vào khỏi ạ. Tôi trong nhà nè. Phong Cận có bạn gái hả? Không phải, mọi người bình tĩnh. Đây không phải là bạn gái. Trời ơi, mọi người nghĩ sao vậy? Tôi làm gì có bạn gái. Ôi, mới bọn chị gần ra vậy rồi, người ta vô nhà không có bạn gái gì nữa, không chịu giới thiệu cho anh em nữa đi. Bạn có bạn tin gì vậy? Bình tĩnh, tôi nói mọi người nghe nè. Đây không phải là bạn gái đâu, tôi nói thiệt mà. Đây là em họ của tôi á. Em họ. Ôi, em họ ai tin nổi, suốt ngày kêu FA bây giờ. Thiệt mà. Bạn gái về nhà luôn, ghê quá trời. Robot, nè, ta nói ngươi nghe nè. Ai hỏi thì ngươi phải nói là ngươi là em họ của ta, nghe chưa? Vâng, thưa chủ nhân. Rồi, ok. Mọi người không tin thì mọi người hỏi thử đi. Đây là em họ của tôi mà, mọi người không tin thì hỏi thử đi. Bạn kia, nhìn bạn trông cũng xinh xắn á. Bạn có phải là bạn gái Phong Cận không vậy? Tôi không phải bạn gái của cậu chủ, mà tôi là em gái của cậu chủ. Hả? Thấy chưa? Em gái em gái của cậu chủ à? Robot, ngươi phải gọi ta bằng anh, chứ không được gọi là bằng cậu chủ hay là chủ nhân, hiểu không? Vâng, thưa rồi, chủ nhân. Rồi, ok. Mọi người hỏi lại đi, coi như hồi nãy là mọi người quên hết đi nha. Ủa sao nhìn mà lắc dữ vậy ta?
Bạn ơi, nãy tôi hỏi rồi mà bây giờ tôi hỏi lại nữa này. Bây giờ bạn có phải bạn gái Phong Cận không? Tôi không phải là bạn gái của Phong Cận. Tôi là em gái của Phong Cận. Đó, nghe chưa, nghe chưa? Đây là em gái của tôi, nghe rõ chưa? Thôi được rồi, bây giờ trong đây chật chội quá. Cái nhà của tôi nó bé tí tẹo, mọi người chui vô đây chật quá à. Hay bây giờ mình ra ngoài quán trà sữa đi rồi mình nói chuyện tiếp. Đi ra ngoài đây. Đi ra ngoài mọi người, đi ra ngoài đi. Ra ngoài đây, ra ngoài đây. Rồi qua đây tôi sẽ bao mọi người uống trà sữa nha. Nhà tôi này có món trà sữa mới đặc biệt ngon lắm. Ngồi ngồi vô. À mọi người uống đi nè. Rồi bây giờ anh em uống gì nè? Order đi, tôi lấy cho nè. Gì mà order? Thôi bây giờ tính ra hôm nay chúng ta có bạn mới mà chúng ta phải tới nói chuyện bạn mới chứ, đúng không? Ủa, gì nói chuyện nữa hả? Trời ơi. Rồi ok. Sao là em gái cũng Phong Cận mà. Nói chuyện thì nói chuyện. Trời ơi, chết rồi bạn ơi, bây giờ phải sao đây? Con robot này lỡ đâu nó nói tầm bậy tầm bạ cái bị mọi người phát hiện ra nó là robot thì chết luôn á trời. Thôi được rồi, nói chuyện thì nói chuyện. Vô. Mệt quá. Mọi người muốn hỏi gì hỏi đi. Em họ tôi gì ta? Em họ tôi mới từ bên nước ngoài về á, cho nên là chưa nói rành tiếng Việt lắm, cho nên là mọi người thông cảm nha. Muốn hỏi gì hỏi đi. Phong ơi, tôi có câu hỏi đây nè Phong. Em của ông có bạn trai chưa? Ơi, cay ơi. Tính ra bạn gái ông ngồi kế bên luôn, ông hỏi câu vậy chi vậy? Cái này có gì không? Phong ơi. Cái câu đó cài hỏi không được nhưng mà tôi hỏi được á. Bà em gái ông có bạn gái chưa? Cái gì mà em gái ông có bạn gái chưa? Cái gì lắc vậy em nội? Trời ơi, hai cái người này nói tào lao không à. Thôi để tôi hỏi cho. Bạn ơi, bạn tên là gì, mấy bạn bao nhiêu tuổi ạ? Xin chào các bạn, tôi là Xiaomi, số hiệu 9192, sử dụng chip HRIO. Mọi người đừng có quan tâm, tại vì là em gái của tôi mới từ nước ngoài về á, cho nên là em gái tôi hơi bị lắc vậy á, chứ không có gì đâu. Trời trời, con robot này nó nói gì vậy trời, chết rồi giờ sao ta? Đúng rồi, tại vì em robot của tôi nhầm. Chết rồi bạn ơi, mình bị rối quá, bây giờ mình mà nói nhầm một cái mọi người phát hiện ra là chết luôn á. Tại vì là em gái của tôi á thì là do là rất là mê robot, hiểu không? Em gái tôi rất là thích sưu tập robot, cho nên là em gái tôi nói lâu nói mấy câu khó hiểu vậy mà. Không có gì đâu. Thì ra là vậy hả? Hẹn gì tôi nhìn đâu em gái của ông á, tôi thấy mặc đồ y chang robot luôn, thì ra là như thế. Đúng rồi. Tính ra cũng kỳ nha. Tính ra nhìn cậu cũng xinh mà ta, tại sao cậu lại không mặc áo quần như tôi này, mặc váy mặc đầm này cho dễ thương, tại sao cậu mặc đồ như robot vậy ta? Không có gì đâu Sim, tại vì là em gái của tôi mê robot lắm, cho nên là thích mặc đồ giống robot đấy mà. Chứ không có gì đâu, vài bữa nữa là vậy. Thôi bạn yên tâm đi, nếu mà lúc nào bạn thích á, cậu với tớ sẽ cùng đi mua áo quần với nhau nha, chịu không? Được, ok, tôi đồng ý. Ok. Robot, khi mà người ta hỏi ngươi cái gì á, nếu như ngươi đồng ý á thì ngươi sẽ hãy nói là đồng ý, còn nếu mà ngươi từ chối gì á thì ngươi phải lắc đầu, ngươi không đồng ý, hiểu không? Chứ không được im lặng, hiểu không? Vâng, thưa chủ nhân. Rồi, ok, trời ơi mệt, con robot này quá. Thôi được rồi, bây giờ mọi người hỏi em gái tôi rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau kiếm cái gì đó ăn rồi uống nói chuyện ha. Ok, ngồi đi. Em gái ơi, em ngồi kế bên Simmy nha. Vâng. Rồi, ngồi. Ok, bây giờ hôm nay là tôi sẽ đãi mọi người ăn một bữa no nơi luôn nha. Trời ơi, mọi người đợi tôi đi. Được rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, đúng là đau đầu mệt mỏi thiệt luôn á trời. Nếu như mà mọi người mà phát hiện ra Sammy chính là robot thì chắc chắn là sẽ có nhiều người biết đến hơn nữa. Tại vì cái team này nhiều chuyện lắm, chỉ cần một người biết thôi là nguyên thành phố biết luôn á trời. Mà khi mà nguyên thành phố mà biết là Sammy là robot á, là chắc chắn những nhà khoa học sẽ đến đây bắt Sammy và sau đó đem Sammy đi để thí nghiệm đó. Cho nên là không được đâu, không được. Bây giờ mình phải giữ cái bí mật này thôi. Ok. Ê mọi người đợi tí nha, tôi lấy coca nè, bánh mì cho mọi người ăn. Đồ ăn tới rồi đây, rất là nhiều đồ ăn cho mọi người luôn. Đây hôm nay nha, quán của tôi không chỉ là có trà sữa không đâu nha, mà còn có thêm cả bánh kem nè, pizza nè, sushi nè. Nhiều đồ ăn lắm. Cái này á, tính ra là có nhiều quá không? Chứ cái này làm sao mà tụi tôi ăn hết được. Cái này á, chắc là để cho mấy bạn con trai ăn, chứ con gái tụi tôi ăn ít lắm à.
ơi, đúng là ca mui con gái thùy mị nết na, dễ thương ghê á. Đúng rồi, con gái làm sao mà ăn hết được cái đống đồ ăn này, tại giờ nhiều quá, nào là pizza, bánh kem, mày sushi nữa quá trời luôn. Cho nên là để cho mấy bạn nam ăn thôi. Được rồi, bây giờ tôi vô tôi lấy trà sữa cho mọi người nha, đợi tí. Thôi, ca mui dễ thương quá, trời. Ok, vô nè, trà sữa đâu ta? À đây, trà sữa đây. Đấy, lấy mấy ly trà sữa ra cho mọi người uống. Ok, trà sữa tới rồi, trà sữa tới rồi. Ủa, sushi đâu? Bánh kem đâu? Pizza đâu? Ủa đâu hết rồi? Ủa sao ăn hết trơn rồi vợ? Trời ơi là trời. Siro nè, Cairo nè, hai ông ăn hết. Gì bạn đừng. Bạn đừng có ngậm nước phun người nha bạn. Cái gì? Họ cho em ăn hết mà tôi chưa kịp ăn gì luôn á, trời quăng mang vậy. Ủa, cái gì? Họ cho em ăn hết hả? Ủa Cai, chưa kịp ăn miếng nào luôn trời. Ủa tính ra trong mấy bạn con gái nhìn ai cũng thùy mị nết na hết mà sao mấy bạn ăn gì ăn ghê vậy mấy bạn? Ở đâu thì ai ăn đấy chứ không khí tự nhiên là biến mất chứ tụi tôi có ăn cái miếng nào đâu, chưa kịp ăn miếng gì nào luôn á. Ok trời, mấy bạn nữ thật là nữ tính quá đi, ăn gì đâu mà tôi vô tôi lấy trà sữa ra chưa một giây nữa, chưa kịp một giây nữa ra hết sạch mấy bạn nữ tính quá. Thôi không sao, được rồi bây giờ tôi có đem trà sữa cho mọi người nè, thôi dẹp đi mấy này đi, trà sữa của mọi người đây. Uống nha rồi. Ok, cảm ơn mấy nha. Rồi ok, bây giờ tôi vô tôi lấy thêm đồ ăn cho mọi người. Hôm nay tôi đãi mọi người ăn no nơi luôn. Đây, có thêm đồ ăn mới cho mọi người đây. Đây, đầu tiên nè, đó chính là bánh pizza. Tiếp theo nữa là gà quay đó. Mì gói nè, trái cây nè, đó, quá trời đồ ăn cho mọi người luôn. Ngon à. Ê, khoan, trước khi ăn thì tôi phải cảnh báo trước với mấy bà nữ nha. Ăn cái gì từ từ nha mấy bà. Hồi nãy mấy bà ăn tôi chưa kịp ăn gì hết trơn luôn á. Đúng rồi. Tôi đâu có ăn gì đâu, tôi chỉ mới nhìn thôi mà. Trời ơi, em kỳ quá à. Trời ơi. Thôi được rồi, mấy bạn nữ ăn hết đồ ăn thì tí nữa tôi lấy thêm cho nhà tôi nhiều đồ ăn lắm. Cái gì chứ, đồ ăn nhà tôi đầy. Ăn đi mọi người, đồ ăn nhiều lắm á. Trời ơi, nhìn đùi gà này ngon quá à. À mà Sammy ơi, sao bà không ăn đi? Sammy hả? Sammy chết rồi bạn ơi. Robot thì làm sao mà ăn được? Bây giờ mà robot mà ăn vô cái lỡ đâu rồi bị chậm mạch hay là cái gì đó rồi hỏng mất tiêu rồi sao? Giờ sao? Chết rồi, mấy người này hỏi mấy câu hỏi khó quá. Đúng rồi. Em họ của tôi ăn rồi. Mọi người cứ ăn đi, hồi sáng nay tôi nấu cho em họ tôi mì gói ăn chung với KFC, trứng gà, heo quay, thịt bò sữa, tùm lum nhiều món ngon lắm. Mọi người cứ ăn đi. Ê Sam ơi, bà ăn cái gì chưa? Tôi chưa ăn gì cả. Ủa Phong, em lại ăn chưa ăn mà. Sao ông bảo là ăn rồi, là sao? Em gái tôi ăn rồi mà, tôi nói thiệt á. Sam ơi, rõ ràng hồi sáng nay là anh có làm cho em 10 cái đùi gà cám sơi em ăn rồi mà, em nhớ không? Nhớ không? Sáng nay chủ nhân có cho tôi ăn đâu. Mà từ lúc tôi sinh ra đến giờ tôi có biết ăn là cái gì đâu. Ủa không biết ăn là gì? Ôi trời đất ơi, cái gì vậy Phong? Em gái của ông có cái vấn đề gì hay là có bệnh tình gì không mà sao tự nhiên nói chuyện nãy giờ tôi thấy cứ lắc sao á? Em gái tôi nãy tôi có nói rồi đó, em gái tôi rất là thích robot cho nên á là lâu lâu cứ tự suy nghĩ mình là robot vậy á, chứ không có gì đâu. Chứ ăn ai mà không biết ăn, hiểu không? Từ bé đẻ ra là phải biết ăn rồi chứ. mọi người cứ ăn tiếp đi. Sam ơi bây giờ em đi theo anh vô đây, anh nói nghe này nè, giờ mọi người cứ ăn thoải mái nha. Vô đây nè cứ ăn thoải mái đi mọi người, đừng để ý tôi. Đóng cửa lại cho ta, nhanh lên. Trời ơi Sammy, ta nói ngươi nghe nè, ăn có nghĩa là phải nói thế nào ta, có nghĩa là một thứ không thể thiếu đối với con người, hiểu không? Giống như là ngươi được sạc pin vậy đó, hiểu không? Đúng rồi. Có nghĩa là ăn là sạc pin hả? Nó cũng ná như vậy á, giống như kiểu là ngươi muốn hoạt động thì ngươi cần phải có pin để hoạt động đúng không? Là ngươi cần phải sạc pin đúng không? Còn con người bọn ta thì nếu như bọn ta muốn hoạt động á thì bọn ta phải ăn, bởi vì bọn ta ăn thì bọn ta mới có năng lượng. Cũng giống như ngươi á, ngươi phải sạc pin thì ngươi mới có năng lượng, ngươi hiểu không? Vâng, thưa chủ nhân. Rồi, bởi vậy cho nên là từ bây giờ mà ai hỏi ngươi là ngươi có ăn gì chưa thì ngươi cứ nói là ngươi ăn rồi, hiểu không? Vâng, thưa chủ nhân. Rồi ok, rồi ra ngoài tiếp đi, ra ngoài. Trời ơi, đau đầu quá. Thiệt khổ ghê luôn á. Mọi người ơi, chúng ta cùng nhau tiếp tục ăn nào, nhập tiệc nào.
À, trời ơi, no bụng quá à. Mọi người hôm nay ăn đồ ăn ngon không? Cha no quá, cái bụng nó căng lắm luôn rồi nè Phong ơi. Trời ơi, đồ ăn tôi nấu mà phải ngon chứ sao. Ê, nhưng mà giờ cũng trời qua wow, thăm mông xíu thôi, tự nhiên cái bắt ngồi lại ăn lông chết à. Giờ nhà tôi có việc rồi, giờ mới nhớ ra luôn. Thôi chắc tôi về trước không Phong ơi. Ok hai. Nhà tôi cũng có việc nè, thôi tôi về nha, bye bye. Ok, tạm biệt, mọi người cứ về trước đi nha. Có gì lần sau qua đây thăm tôi nữa nha. Trời, mọi người qua đây chơi chung tôi vui lắm luôn á. Ok luôn. Ok, lần nào qua mà Phong cũng cho free vậy tôi cũng vui lắm luôn á. Lần nào qua cũng cho free nha Phong. Tào lao nha, còn lâu nha. Còn lâu nha, lần sau qua ăn là tôi tính tiền á, chứ không có chuyện mà tôi cho ăn miễn phí cái này mãi đâu nha. Thôi mọi người về đi, tạm biệt. Ok, rồi đang việc bận quá, thôi về. Ôi, mọi người về nhà cẩn thận nha. Hẹn gặp lại. Ở bye Phong nha, bye bye. Bye, bye. Ok, bye bye, tạm biệt nha. Trời, lâu lắm rồi mới thấy mọi người qua thăm tôi á, vui ghê luôn. Ủa Simi, Kaidon, sao hai người chưa về đi? Tính ra là nhà tôi kế bên ông luôn á, rồi tôi về là về cái gì? Tính ra nhà của Kaidon kế bên nhà tôi luôn mà. Vậy thôi, bây giờ hai người ở lại đây chơi chúng tôi thêm tí đi. Ngồi vô. Hôm nay vui ghê. Mà Sam, hay là bây giờ thôi hai ông cứ ở nhà đi, bây giờ tôi dẫn gọi là Sam vậy đi shopping được không? Đi mua sắm á. Sam, bà cũng đi mua sắm áo quần váy vóc với tôi. Hôm nay tôi gọi là có cái shop này dễ thương lắm, để có gì tôi mua đồ cho bà ha. Được không? Mua sắm là gì? Mua trời ơi, bà nói mua sắm, Sammy không biết đâu. Bà phải nói là đi shopping, hiểu không? Tại vì là Sammy là người nước ngoài mà, cho nên là bà phải nói là đi shopping thì Sammy mới hiểu. Xin lỗi. Sam, bà có muốn đi shopping với tôi không? Đợi tí. Sam ơi, qua đây Sam. Sammy, qua đây nhanh lên. Qua đây. Nè, ta nói ngươi nghe nè, đi shopping á hoặc là đi mua sắm á có nghĩa là đi mua quần áo, hiểu không? Có nghĩa là giống như là bây giờ ta sẽ lắp cho ngươi thêm cái tay mới, cái chân mới, lắp cho ngươi thêm cái tóc mới, hiểu không? Giống kiểu vậy á, hiểu không? Vâng, thưa chủ nhân. Rồi ok rồi. Bây giờ Simmy nói gì á thì ngươi cứ đồng ý đại với ta đi là được, hiểu không? Vâng, thưa chủ nhân. Rồi ok. Không có gì đâu. Vậy thôi bây giờ hai chị em cứ đi mua sắm với nhau đi ha. Ủa Sam, thế bà có muốn đi shopping với tôi không? Tôi đồng ý. Trời ơi, hay quá à. Thôi đi. Thôi hai đứa tôi đi trước nha. Bye bye. Ok. Đi. Ủa sao tay bằng này nặng dữ ta. Không sao, sợ đi thôi nè. Đi thôi. Hai người đi cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Ai, trời ơi, nhẹ cả người. Cuối cùng thì mọi người cũng đã về hết rồi. Cũng may mà không bị phát hiện. May quá. Ủa quên, từ còn Kaidon ở đây. Mình mà nói to Kaidon nghe được là chết luôn á. Ủa Kai, bây giờ hai đứa mình làm gì đây? Giờ còn có mỗi hai đứa à. Ủa ai biết đâu. Ủa bà khoan. Chết rồi bạn ơi. Mình quên mất Sammy chính là robot. Mà nếu như mà Sammy đi chung với Simmy, lỡ đâu Sammy quậy phá cái gì đó, hoặc là không biết lôi vũ khí ra rồi bắn nổ nhà hay gì đó là chết luôn á. Bây giờ mình phải đi theo để mình đi theo để mình còn kèm cặp chứ. Đúng rồi ha. Kai ơi, Kai. Bây giờ hai bà nữ kia đi shopping rồi, giờ tôi với ông đi chung luôn đi. Ôi trời, đi chung làm gì, đi chung theo trời. Mấy bà đi vô shopping mua đồ tặng gái không à. Kệ, biết đâu vô đó có cái váy nào đẹp tôi mua trong. Thôi đi nhanh lên, mệt quá. Ủa lá chào, bị vậy? Cứ đi theo tôi đi là biết à. Nhanh lên. Trời. Ủa, hồi nãy hai ông mãi không không đi mà, sao giờ đi theo tôi vậy? Thật ra thì là do là em gái của tôi Sammy á mới từ nước ngoài về, cho nên tôi sợ rằng là em ấy sẽ đi lạc, cho nên là tôi quyết định là tôi đi theo để bảo vệ hai người mà, không có gì đâu. Phải không Kai? Đúng rồi. Trời ơi, Kai tới đây để bảo vệ Sim với lại Sammy á mà. Đúng rồi. Với lại là Kaidon bảo rằng là Kaidon muốn mua quần áo cho bạn á, bạn muốn mua gì cứ mua thoải mái. Cái gì vậy? Tôi có nói không đâu. Cảm ơn Kai nha. Trời, hôm nay tôi cũng định gọi là mua 10 cái đầm á Kai, chờ lát mình ông bao tôi nha. đồng ý đi Kai. Trời ơi, chứ giờ shop này shop quần áo của con gái, mình đi vô kỳ lắm. Bây giờ mình cứ lấy cái cớ là mình mua quần áo cho hai bạn nữ là được rồi. Đồng ý đi. Đúng rồi. Trời ơi, Kai vô đây Kai mua đồ cho Sim á. Đúng rồi, chính xác luôn. Cảm ơn nha. Thôi Sam, bây giờ tụi mình vô mua đồ đi được không? Ừ.
Rồi đi 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 vô vô vô. Đi thôi đi thôi nè. Trời đất ơi, hôm nay mua nhiều áo quần hết. Ui, cái ơi, hình như ở chỗ này là đang bán mấy cái bộ quần áo gì nè, áo hero team gì nè, lạ ghê ấy ta. Ồ, có bán mũ nè, rồi gói ôm đồ nữa. Ủa, mà áo hero team là của hãng nào cay? Ôi trời, cái áo hero team này á là do mấy anh chị hero team YouTuber trên mạng sản xuất á. Trời, mấy anh chị nổi tiếng lắm luôn mà sản xuất áo cũng đẹp nữa. Ủa, mấy anh chị YouTuber hero team hả? Ủa là ai? Tôi không biết ta, đâu tôi xem coi. À, là mấy người này hả? Đúng rồi, mấy người này nè. À, hả, mấy người này đang mặc áo hero team nè, hàng gì mấy áo nó nhìn cũng đẹp quá ha, nhìn cũng dễ thương nè. Có màu đen nè, rồi có màu trắng nữa nè. Cũng đẹp phết đó nha. Hay là bây giờ mình vô coi coi có đồ gì đẹp đẹp mình lựa chơi coi. Vô đây vô đây. Đi vô đây vô đây vô đây. Vô coi coi có cái đồ gì đẹp đẹp không? Tôi nghĩ rằng là shop con gái thì shop con gái chắc là cũng sẽ bán cái đồ gì đó là lạ, anh em mình mua thử đi. Bên đây là có bán mắt kính nè. Ui. Ủa còn cái anh nào đây? Ủa cái anh kia hình như là nhân viên shop đúng không ta? Ui anh nhân viên shop ơi, lại đây anh. Cái gì lại đây? Đấy, em đang nhân viên chào mừng các bạn đến với cửa tiệm đồ án siêu cấp VIP Pro của chúng em. À dạ dạ, anh ơi cho em hỏi ơi, bọn em đang tính mua mấy cái mắt kính nè, mắt kính này nam đeo được không anh? Trời ơi, mắt kính này của nhà em bán là gọi là dòng dành cho cả nam lẫn nữ luôn. Anh thích có dòng chuyên nam tính là có luôn, mà nam kiểu Hàn Quốc cũng có luôn. Wow, vậy luôn hả? Ờ, em là em bị cận nè, em đang tính kiếm cái mắt kính mới để em lựa xíu nha, rồi cảm ơn anh nha. Rồi, lựa xíu anh. Thoải mái đi, đây có mấy dòng VIP lắm, đeo vào đuôi luôn. À vậy, đeo vô đây đẹp trai luôn. À, ok. Thôi mấy bạn nữ cứ lựa quần áo tiếp đi nha. Tí nữa bọn tôi trả tiền cho. Cái gì mà tí nữa bọn mình trả tiền? Ông có chắc là mình đủ tiền không vậy? Yên tâm đi, đồ con gái tôi nghĩ là rẻ lắm, không có đắt lắm đâu. Cái gì đâu mà lo. Thôi qua đây, qua đây. Bên đây tôi thấy có cái gì là lạ nè. Ờ cái gì đây? Minecraft, bạn gái tôi là phù thủy. Ủa, hình như là sắp có phim mới hay sao cay, phim chiếu rạp thì phải. À, tôi biết cái phim này nè, cái phim này á là từng chiếu trên YouTube nè. Trời, cái anh gì ảnh tên cũng tên gì Phong Phong gì á, ảnh đóng cái phim này đúng hay luôn không? Ờ, vậy hả? Trời nghe lạ vậy. Để coi còn bên đây phim gì đây? Vùng đất chết. Ui, lại có phim mới, phim siêu nhân hay sao nè, thấy siêu nhân không nè. Ui, ngầu quá ha. Ê cay, hay là sắp tới cuối tuần anh em mình đi xem phim đi. Hợp lý luôn, trời ơi, rủ cả đám, rủ mọi người đi coi phim chung nhau vui lắm luôn. Đúng rồi, đi xem phim chung nhau vui mà. Thôi rồi, bây giờ ngồi ở đây đợi hội cho em mua đồ xong đi rồi mình về. Ok. Ai, xem mấy ơi, xong chưa vậy? Sao gì mà con gái lựa đồ lâu quá vậy trời? Trời đất ơi, đợi xíu đi, người ta xong rồi nè. À mà tôi nói nè, trời hồi nãy tôi thấy một cái bộ đầm rất là đẹp, hợp với Sam luôn á. Hai ông mà nhìn chắc chắn sẽ rất là mê cho coi. Ủa đâu, trời ơi, Sammy mà mặc đồ đẹp hả? Robot sao mặc đồ đẹp được? Nhầm. Cái gì? À, hả? Không có gì. À, trời ơi các bạn ơi, mình cứ nhầm hoài luôn á trời. Đâu, Sam đâu, ra đây tôi coi cái bộ đồ thôi coi. Đây, Sam ơi, ra đây nè. Ôi, tính ra là nhìn cũng đẹp, cũng đáng yêu chứ bộ. Đeo nơ đồ nữa nè. Tính ra nhìn cũng dễ thương quá ta. Ủa gì? Trời ơi. Khoan, tại sao mặt mình đỏ chét vậy? Ui, chuyện gì xảy ra vậy? Cái bộ này chọn bộ này đúng không? Ừ, chọn bộ này, với lại tôi thấy nó cũng hợp với Sam nữa. Và tôi có thêm cái nơ giống tôi nè, dễ thương không? Ừ, hai bà còn đeo nơ nè. Nhưng mà tôi thấy cái nơ màu hồng này nhìn nó sến quá à. Hay đổi cái nơ màu khác đi cho nó đẹp hơn. Thôi nhưng mà thôi, để vài bữa nó đổi cũng được. Nếu Sam thích cái này thì cũng được. Ok, rồi. Bây giờ tính tiền đi. Tính tiền đi, gọi Phong tính tiền đi Phong ơi. Cai tính tiền chứ, sao lại mình. Anh chủ shop ơi. Anh chủ shop. À em nghe anh ơi. À, cho em hỏi bộ đồ này nhiêu tiền vậy bạn em mặc à? Bộ nào vậy? À nè, bộ này nè. Cô đang mặc đây hả? Đúng rồi. Trời ơi, dạ. Bộ này rẻ, có 100 kim cương hả? Cái gì 100 kim cương? Ủa, một bộ đồ mà 100 kim cương hả? Trời ơi, một kim cương thôi là bọn em mua được 10 bộ luôn rồi đó, gì đâu mà. Ủa, nhưng mà 100 kim cương đâu có mắc đâu. Chị này chị mua hết luôn, nguyên luôn cái shop này rồi. Kính kiếc cái thứ giày dép là quần áo mua thật rồi. Hả? Ủa cái gì? Ủa, Sim, tôi tưởng là mua có mỗi bộ này thôi chứ bà làm gì bà mua nguyên cái shop người ta luôn vậy? Ủa, không phải hồi nãy coi bảo coi sự bao Sim hết nên Sim mua hết cái shop luôn cho đỡ quậy là nhức đầu. Cai ơi, cái này là bạn nói nha. Cai nói nha Sim thì Cai tự trả tiền đi nha. Chạy sao mới chạy? Trời ơi, trời nghĩ sao mà mua lần mua hết nguyên cái shop thì tiền đâu mà trả. Cai ơi, mình xin lỗi bạn, bạn ở đó tự trả tiền đi nha. Mình về đây. Dừng lại. Ôi trời ơi, à trời. Ai, Sam ơi, tính ra là ngươi mua có mỗi một cái bộ đồ này thôi, cho nên là ta chỉ trả cho ngươi bộ này thôi. Còn cái đống đồ trong kia, nguyên một đống đồ trong kia thì là Sim mua, cho nên là Cai tự trả tiền. Ok. Ủa nhưng mà ta hỏi nè, ngươi có thấy thích cái bộ đồ này không vậy?
Tôi rất thích bộ đồ, thưa chủ nhân. Dạ thôi, nếu mà ngươi thích thì được rồi. Thôi đi về, nhanh lên. Ai, trời ơi, sợ muốn chết luôn bạn ơi. Xém nữa mình tưởng là mình phá sản bởi vì mình mua đồ cho mấy bà nữ này vậy chứ. Ai, thôi được rồi. Thôi đi về Sam ơi. Đi về đi, ta còn nấu ăn nữa nè. Đói bụng quá, chắc trời cũng tối rồi. Thưa chủ nhân. Ai, đi về thôi. Trái tim của robot. Robot, em ơi em là ai? Không cần lên dây cót. Giờ bên em đến ngày mai. Chỉ cần em thấy tốt. Không là anh thì ai? Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai. Và rồi ngày đầu anh gặp được em, cảm thấy thời gian cứ như ngưng động. Đôi má ửng hồng em xinh như mộng. Thử hỏi em muốn về cùng anh không? Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại, cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai.